Các bạn được đây và chào các bạn đến với Grand Battle Royale hoặc là ui rồi mình đang đây cái tường thật của mình. Thì đây là Player Unknown Battleground phiên bản Minecraft. Thì mình kiểu đi lanh quanh không phải đi mà lướt lanh quanh ở trên CH Play, thấy có trò này mình xem review rất là kinh, mọi người thấy rất là hay, mình cũng bảo thử. Thì nó giống như Grand Battle Royale, không có gì khác cả. Thì mình chuẩn bị parachute chưa? Xuống vậy, let's go. Ôi rồi, tôi xong rồi, không có người rồi. Thì mình chỉ muốn tránh xa tất cả mấy cái người này, càng xa càng tốt. Tại vì mình không muốn dính gì đến mấy người cả. Cảm thấy an toàn, okay, đi tìm đồ rồi. Không có khẩu súng ở đây. Có khẩu súng đây thì tốt quá, nhưng mà... À đây rồi. Yes, hay lắm, hay lắm, hay lắm. Oh, có người treo cổ, cổ thần thật đấy. Thì ở đây chắc chắn các bạn đều biết là Grand Battle Royale là cái gì đúng không? Tại sao bây giờ ai không biết, chắc là đang sống dưới cục đá mất. Đây, xem có đồ gì đây không? Bên có gì không? Không, trong này thực sự có cái đồ mà. Ô, có người. Sắp pin. Yes, một kill. Oh yeah. Ôi, một khẩu hết đạn rồi. Cái khẩu này còn 2 viên, cố dùng nốt đi. Đây, một người. Cái đội được súng nhanh lên. Bắn đi. No. Đừng chết. Một kill. No. Oh, nó vừa chết, mình được 2 kills. No. Đội cái gì đấy? Không biết nữa. Nhưng mà mình được 2 kills và 12 đứa. Oh, man. Cái chỗ kia ngay bên cạnh mình có một khẩu súng với một cái axe kìa. Ui. Nhưng mà khởi đầu tốt, 2 kill không quá tệ. Kế tục đấy. Tên mình là quảng cáo. Đúng rồi. No. Gớt quảng cáo. Tại sao quảng cáo? Ok được rồi. Quảng cáo đi rồi đấy. Ok, let's play. Là trận nữa đi. Đấy, Grand Battle Royale và nó free. Nên là các bạn nào muốn kiểu muốn chơi ấy thì đùm download luôn. Vào CH Play. Không biết là trên của iOS có không, nhưng mà trên Android có. Yeah. Ôi tiếng Anh này, có người Việt Nam này. Wow. Vậy là mình không phải là người Việt Nam đầu tiên. Nhưng mà kệ đi, không sao cả. Mình cũng muốn lên đây. Mình cạo nó bảo Việt Nam điểm danh up. Đây. Thế nên... Ê, bạn player 9 nha. Không vui tí nào. Mười, chín, tám. Ở đây có map bản đồ này. Anh em Việt Nam. Anh em Việt Nam cuối map. Ok. Let's go. Chúng ta sẽ đi vào cái bức tường. Bức tường này nó thu hẹp lại giống y hệt PlayerUnknown luôn. Mình thấy okay. Minh Quân, ok. Cuối map là sao? Mình chưa hiểu lắm. Nhưng mà chắc là cuối map à? Mình đâu, ở đâu rồi? Máy bay đâu rồi? À đây máy bay này này. Máy bay ở đất liền. Mình thì sẽ đi ở chỗ mà vùng nãy. À không, bây giờ mình sẽ đi ở chỗ nào xa hơn một xíu. Tại vì mình thấy đi xa càng tốt nhỉ. Ôi mình ở trên máy bay luôn. Okay, let's go, xuống dưới này đi. Yeah. Có ai được gần đây không? Không, tốt rồi. Tốt rồi. Mình phải đi kiếm đồ một lúc nữa rồi mới đi bắn nhau được.